Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 14 tháng 12, quý vị và các bạn có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình thời sự trên các nền tảng số như trên ứng dụng Hưng Yên TV Go, trên fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 HITV, trên website hungyentv.vn. Và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Tỉnh Hưng Yên triển khai công tác quân sự quốc phòng địa phương năm 2022. Thông cáo các hoạt động kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên. Hưng Yên tham dự diễn đàn Việt Nam Hàn Quốc và trao quyết định thành lập khu công nghiệp sạch cho tập đoàn LH. Các gia đình dòng họ ở huyện Ân Thi thực hiện nghiêm công tác phòng dịch COVID-19. Ngành y tế Hưng Yên sau 25 năm tái lập tỉnh. Sáng nay, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng theo hình thức trực tuyến, kết nối tới các điểm cầu trong cả nước. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh Hưng Yên có các đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo thành tựu, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của công tác đối ngoại theo nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Theo đó, qua 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện, tích lũy và nâng tầm được cả thế và lực nhất định. Uy tín ngày càng gia tăng trên trường quốc tế. Mục tiêu đối ngoại Đại hội 13 đã chỉ ra 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với 3 trụ cột là đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân, kết hợp hiệu quả nguồn lực bên ngoài với các nguồn lực trong nước. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh công tác đối ngoại có vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, cũng như góp phần nâng cao vị thế đất nước. Việt Nam đã thực sự là bạn, là đối tác tin cậy của tất cả các nước và là thành viên tích cực có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Tổng Bí thư đề nghị, thời gian tới các bộ ngành các cấp cần thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình để kịp thời đổi mới tư duy, không ngừng sáng tạo trong hoạch định và triển khai chính sách đối ngoại phù hợp với lợi ích quốc gia, dân tộc và xu thế thời đại. Đồng thời giữ gìn, kế thừa và phát huy bản sắc ngoại giao Việt Nam kết hợp với văn hóa truyền thống của dân tộc, nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh để tiếp tục xây dựng và hoàn thiện khoa học, lý luận ngoại giao Việt Nam, đề cao xây dựng đoàn kết đồng thuận trong nước, kiên quyết bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, phát huy vai trò, đóng góp xây dựng định hình các thể chế đa phương và trật tự kinh tế chính trị quốc tế, đặc biệt là ASEAN, Liên Hợp Quốc, các cơ chế hợp tác liên nghị viện quốc tế và khu vực, tiếp tục tham gia các lực lượng gìn giữ hòa bình. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác quân sự quốc phòng địa phương năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dự và chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy. Năm 2021, công tác quân sự quốc phòng địa phương đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ công tác xây dựng lực lượng, sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, hội thi, hội thao, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng, công tác hậu phương quân đội tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tổ chức tốt việc tiếp nhận công dân từ nước ngoài trở về cách ly phòng chống dịch bệnh, tham gia tích cực trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị có trọng tâm, trọng điểm đạt hiệu quả cao, qua đó góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Văn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận biểu dương những kết quả trong công tác quân sự quốc phòng đã đạt được trong năm 2021. Đồng thời nhấn mạnh, năm 2022 cũng là năm bản lề thực hiện nghị quyết đại hội các cấp. Vì thế, việc đảm bảo an ninh quốc phòng đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu lực lượng vũ trang các địa phương cần tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các chỉ thị nghị quyết và các văn bản chỉ đạo của các cấp,
tham mưu đẩy mạnh việc đầu tư xây dựng công trình trong khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, phối hợp tổ chức diễn tập thành công khu vực phòng thủ tỉnh và hai huyện Yên Mỹ, Văn Giang. Diễn tập quốc phòng an ninh đối với Sở Y tế và Sở Giáo dục Đào tạo, tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ 41 xã phường thị trấn, tiếp tục chủ trì hoàn thành tốt nhiệm vụ tại cơ sở cách ly tập trung và tham gia tích cực vào công tác phòng chống dịch COVID-19. Hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh, phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với lực lượng công an, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt trong thời gian diễn ra các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn tỉnh. Trước mắt là lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh. Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân được nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh và Quân khu 3. Thưa quý vị và các bạn, năm 2021 đánh dấu tròn 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa lớn đối với Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên, nhằm tuyên truyền, giáo dục và phát huy truyền thống văn hiến, lịch sử anh hùng, cách mạng của quê hương. Tỉnh Hưng Yên đã tập trung triển khai nhiều hoạt động vừa thiết thực chào mừng, đồng thời bảo đảm công tác phòng chống dịch. Trong đó chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống với các hoạt động như biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Hưng Yên, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên, đồng thời phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm, qua đó cổ vũ động viên cán bộ đảng viên, lực lượng vũ trang, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Dịp này, tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ khởi công một số công trình giao thông trọng điểm và trao quyết định chủ trương đầu tư trong một số dự án đầu tư lớn trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt sáng ngày 19 tháng 12 năm 2021, lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh sẽ được tổ chức trọng thể bằng hình thức trực tuyến tại Trung tâm Hội nghị tỉnh tới các điểm cầu 10 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Hôm qua ngày 13 tháng 12, trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam Hàn Quốc tổ chức tại thủ đô Seoul, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên Nguyễn Hùng Nam đã trao quyết định thành lập khu công nghiệp sạch và bản ghi nhớ hợp tác phát triển thành phố thông minh giữa tỉnh Hưng Yên và Tập đoàn Nhà đất Hàn Quốc LH. Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam Hàn Quốc do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Liên đoàn Công nghiệp Hàn Quốc, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cùng phối hợp tổ chức nhân chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Đoàn tỉnh Hưng Yên tham dự có đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hợp tác phát triển thành phố thông minh tại Hưng Yên được kỳ vọng sẽ tăng cường cơ chế hợp tác song phương nhằm phát triển thành phố thông minh, từ đó kiến tạo được thành phố thông minh có năng lực cạnh tranh không chỉ tại Việt Nam mà cả trên thế giới. LH là doanh nghiệp đi đầu trong việc mở rộng và xây dựng các thành phố thông minh theo mô hình của Hàn Quốc. Đặc biệt, LH đang cùng với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị TDH Ecolon thực hiện dự án khu công nghiệp sạch có quy mô hơn 140 ha thuộc khu công nghiệp và đô thị dịch vụ Lý Thường Kiệt, tỉnh Hưng Yên. Trước đó, ngày 2 tháng 12, lãnh đạo tập đoàn LH đã làm việc với tỉnh Hưng Yên và đi thực địa tại vị trí quy hoạch xây dựng thành phố thông minh, khu công nghiệp sạch nằm trong tổ hợp khu công nghiệp, đô thị dịch vụ Lý Thường Kiệt. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, trong 24 giờ qua, tỉnh Hưng Yên ghi nhận thêm 129 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại 9 huyện, thị xã, thành phố. Huyện Văn Lâm ghi nhận nhiều nhất với 64 ca, tất cả đều trong khu phong tỏa thôn Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh. Huyện Yên Mỹ ghi nhận 20 ca, chủ yếu liên quan đến một số công ty đã xuất hiện ca bệnh trước đó. Thị xã Mỹ Hào ghi nhận 14 ca, đều là các trường hợp đã được cách ly. Huyện Quế Châu ghi nhận 10 ca, chủ yếu liên quan đến công ty may Hưng Long ở xã Dân Tiến. Huyện Văn Giang ghi nhận 9 ca, trong đó có 5 ca phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc tại Trung tâm Y tế huyện. Huyện Ân Thi ghi nhận 4 ca, huyện Tiên Lữ 3 ca, thành phố Hưng Yên 2 ca, huyện Kim Động 1 ca, hầu hết đều là các trường hợp đã được cách ly. 1 ca ghi nhận qua xét nghiệm sàng lọc tại Bệnh viện Đa khoa Phố Nối và 1 ca là nhân viên y tế đang điều trị F0 tại Bệnh viện Nhiệt đới Hưng Yên.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay các gia đình dòng họ tại huyện Ân Thi thực hiện nghiêm việc tạm dừng các hoạt động cưới hỏi, đám hiếu, đám giỗ và các sự kiện gia đình, chỉ tổ chức nội bộ và số lượng không quá 20 người, không đón tiếp người về từ vùng dịch theo thông báo của Bộ Y tế. Theo kế hoạch, vào ngày 19 tháng 12 sắp tới, gia đình ông Nguyễn Văn Huyên, thôn Trà Phương, xã Hồng Vân tổ chức cỗ cưới cho con trai là Nguyễn Văn Uy. Tuy nhiên, ngay sau khi có thông báo của địa phương về công điện số 3134 ngày 7 tháng 12 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tạm dừng các hoạt động đám cưới hỏi, gia đình đã nghiêm túc chấp hành. Quê vợ tôi ở Thanh Hóa, nhưng mà chỉ có vợ tôi và tôi về địa phương tại xã Hồng Vân để đăng ký thôi, chứ gia đình người thân không ai về cùng cả. Một số các cháu đã đến tuổi đăng ký kết hôn, thì chúng tôi đã vận động thì các cháu chỉ có đến gia đình đưa đến là đăng ký kết hôn và sẽ không làm cỗ bàn. Đối với các đám giỗ, nhiều gia đình dòng họ trong huyện cũng hoãn tổ chức, tiêu biểu như dòng họ Trần tại thôn An Đạt, xã Hoàng Hoa Thám. Thay vì tổ chức linh đình để con cháu gặp mặt nhân ngày giỗ tổ, thì nay dòng họ Trần lựa chọn phương án chỉ đại diện vài ba cụ cao niên trong họ về nhà thờ tổ dâng hương hoa tưởng nhớ tổ tiên. Trước kia chưa có dịch thì Hoa Trần chúng tôi tổ chức giỗ tổ hàng năm từ 20 mâm đến 30 mâm. Con cháu các tỉnh thành ở trong nước đều về. Năm nay theo chủ trương chính sách của nhà nước thì chúng tôi không tổ chức nữa. Chúng tôi rà soát đi tới các cái dòng họ thường các năm trước tổ chức đám giỗ linh đình trước công tác phòng chống dịch như này, thì tập trung vào tuyên truyền. Đối với các dòng họ đó thì cũng đã có nhiều cái thay đổi tích cực. Trong ngày 13 tháng 12 tại thôn Văn Trạch và Hoàng Xuyên, xã Văn Huệ có hai đám tang, và để đảm bảo công tác phòng chống dịch, cả hai đám sau khi tiến hành các thủ tục cần thiết đều sớm thực hiện phương án hỏa táng, số lượng người tham dự không quá 20 người. Theo gia đình chia sẻ, đối với con cháu, người thân ở ngoài tỉnh, gia đình chỉ thông báo tin buồn, động viên mọi người tạm thời không về dự đám hiếu. Việc các gia đình dòng họ tại huyện Ân Thi nâng cao ý thức chấp hành nghiêm công điện của tỉnh và các thông báo của địa phương chính là góp phần không nhỏ vào việc ngăn chặn và đẩy lùi nguy cơ lây lan và bùng phát dịch COVID-19. Nhằm hỗ trợ người vay vốn giảm bớt khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định số 1990 ngày 26 tháng 11 năm 2021 về việc giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách Xã hội. Theo đó, khách hàng sẽ được giảm 10% so với lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách Xã hội. Thời gian thực hiện giảm lãi suất cho vay được áp dụng đối với các khoản vay còn dư nợ tại Ngân hàng Chính sách Xã hội trong 3 tháng, kể từ ngày 1 tháng 10 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021, sau ngày 31 tháng 12 áp dụng mức lãi suất theo quy định hiện hành. Tại chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Hưng Yên, hiện đang có trên 70.000 khách hàng là hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn ở 11 chương trình tín dụng với tổng số tiền dư nợ trên 3.000 tỷ đồng. Việc giảm lãi suất đối với các chương trình tín dụng đã kịp thời hỗ trợ và giảm gánh nặng đối với các đối tượng chính sách trước khó khăn của dịch bệnh COVID-19 hiện nay. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và ngay sau đây là những nội dung đáng chú ý khác. Chiều ngày 13 tháng 12, tại huyện Văn Giang, tỉnh đoàn Hưng Yên phối hợp với huyện đoàn Văn Giang, câu lạc bộ Tuổi Trẻ Vì Biển Đảo Quê Hương và Bảo tàng Tuổi Trẻ Việt Nam tổ chức chương trình Xuân Biên Giới Tết Hải Đảo năm 2022. Chương trình được phát động đến các cấp bộ đoàn từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 12 năm 2022. Đến nay, ban tổ chức đã nhận được gần 1.400 cây gồm quất, hoa giấy và hoa mẫu đơn, 100 cuốn lịch Tết, gần 1.500 lít tương bẩn và hàng trăm kg nhu yếu phẩm như bánh đa, miến, trà hoa cúc và trên 40 suất quà, gần 4.000 thư thiếp chúc Tết với tổng trị giá trên 126 triệu đồng. Thông qua chương trình đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh thiếu niên về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, về vị trí đặc biệt quan trọng của biển đảo và biên giới đất liền. Thắt chặt hơn nữa tình cảm và tinh thần đoàn kết giữa đoàn viên thanh niên với cán bộ chiến sĩ và nhân dân đang sinh sống, làm nhiệm vụ tại các vùng biên giới, biển đảo của Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết cổ truyền của dân tộc.
nhưng không khí mua bán dịp cuối năm tại vùng trồng quất lớn nhất của huyện Khoái Châu khá là trầm lắng. Những ngày này, người dân làng nghề quất cảnh thôn Thiết Trụ xã Bình Minh phải thường xuyên túc trực tại vườn để vừa chăm bón cây, vừa mong mỏi thương lái. Tết càng gần, người dân càng thấp thỏm không yên. Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đang cận kề, nhưng thời điểm này, tại làng nghề trồng quất cảnh thôn Thiết Trụ xã Bình Minh không còn cảnh tấp nập nhộn nhịp khách như mọi năm. Giá giảm sâu, vắng bóng người mua, nông dân làng quất cảnh Thiết Trụ xã Bình Minh huyện Khoái Châu đứng ngồi không yên khi Tết Nguyên đán 2022 đang cận kề. Như nhà vườn tôi năm nay làm cỡ khoảng hơn 3.000 cây, mà tình hình là năm nay nó thôi thì nó mùa dịch, cho nên là bây giờ vẫn bán mới được ít, mới bán được độ khoảng tầm 500 cây thôi. Năm nay so với năm ngoái là có nghĩa là giảm mất độ khoảng 20% cái giá thành. Thế còn lượng quất thì bây giờ là của dân là cũng còn là tương đối. Mấy năm nay, người chơi chú trọng đến hình thức độc lạ. Tại làng nghề quất thôn Thiết Trụ xã Bình Minh, đa phần cây được uốn tỉa vào những chum chậu cỡ vừa, tạo dáng bonsai. Hiện nay, loại quất trung bình tại đây bán với giá khoảng 200 đến 500 nghìn đồng một cây. Có nhiều cây đẹp loại quất trồng 3 năm, giá dao động từ 2 đến 5 triệu đồng một cây. Ngoài ra, còn có những tác phẩm độc đáo như quất ghép gỗ lũa, quất ghép cốc đào, quất ôm đá. Giá của những chậu quất bonsai đều từ 1 triệu đồng trở lên, tùy theo kích thước chậu. Những cây trồng trong chum to có giá từ 5 đến 7 triệu đồng, đặc biệt có những cây được uốn tỉa công phu, được vào am lớn, không khác gì tiểu cảnh thì giá lên đến 10 đến 15 triệu đồng. Năm nay nhìn chung là giá trị của cây quất thì đẹp hơn, nhưng mà thị trường do dịch bệnh nên là cũng tiêu thụ chậm, nên giá thấp hơn mọi năm khoảng từ 10 đến 15%. Cố gắng làm sao cho tiêu thụ hết quất cho bà con nhân dân và quảng bá cái quất của làng nghề quất cảnh Thiết Trụ mới được tỉnh công nhận vào tháng 10 vừa rồi. Nổi tiếng gần xa, được người tiêu dùng khắp nơi ưa chuộng trong mỗi dịp Tết đến xuân về. Quả quất chín mọng, vàng ươm đẹp mắt, dáng đẹp, trái chín, có thể chơi lâu đến 4 tháng. Với diện tích 60 ha, vụ Tết năm 2021, làng nghề quất cảnh Thiết Trụ cho thu gần 70 tỷ đồng. Hiện người trồng quất cảnh huyện Khoái Châu hy vọng dịch bệnh sớm được đẩy lùi để cây quất có mặt ở mọi miền đón xuân. Thưa quý vị và các bạn, từ xuất phát điểm thấp, cơ sở vật chất, trang thiết bị nghèo nàn, lạc hậu, nhưng được tỉnh quan tâm đầu tư và với nỗ lực của ngành y tế, 25 năm qua, công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân Hưng Yên đạt được nhiều kết quả vượt bậc, nhất là thời điểm phòng chống dịch COVID-19 hiện nay. Những hình ảnh chuyến thăm của Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh năm 1997, đây là bệnh viện tuyến tỉnh duy nhất đang hoạt động vào thời điểm tỉnh Hưng Yên mới tái lập. Khi đó, toàn tỉnh có 171 cơ sở y tế, trong đó có 160 trạm y tế tuyến xã, hầu hết cơ sở vật chất, trang thiết bị nghèo nàn, lạc hậu. Tuyến tỉnh, tuyến huyện chỉ có hơn 1.000 giường bệnh, toàn tỉnh có 300 bác sĩ, tỷ lệ chưa đến 3 bác sĩ trên 1 vạn dân. Giai đoạn 2000-2006, được sự đầu tư của tỉnh, hàng loạt bệnh viện tuyến tỉnh được thành lập và đi vào hoạt động như Bệnh viện Y học Cổ truyền, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi, Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Tâm thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Phố Nối, sau đó là Bệnh viện Sản Nhi, Bệnh viện Nhiệt đới được thành lập và đi vào hoạt động. Đến nay, Hưng Yên có 8 bệnh viện công lập tuyến tỉnh, làm chủ được nhiều kỹ thuật cao như thụ tinh trong ống nghiệm, đặt stent mạch vành, điều trị ung thư bằng tia xạ, phẫu thuật ổ não, cột sống, điều trị đột quỵ bằng thuốc tiêu sợi huyết. Các trung tâm y tế tuyến huyện được đầu tư hiện đại có những phát triển vượt bậc về chuyên môn như Trung tâm Y tế huyện Tiên Lữ triển khai chạy thận nhân tạo, Trung tâm Y tế huyện Văn Giang triển khai xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng máy Real-Time PCR, 100% trạm y tế tuyến xã đạt chuẩn quốc gia, mạng lưới y tế tư nhân không ngừng được mở rộng với 3 bệnh viện và gần 400 cơ sở khám chữa bệnh. Trong phòng chống dịch COVID-19, ngành y tế huy động trên 4.600 người ở tất cả 179 cơ sở y tế vào cuộc. Từ chỗ năng lực xét nghiệm PCR một ngày chỉ vài chục mẫu, đến nay 5 cơ sở có thể xét nghiệm trên 10.000 mẫu gộp. 3 cơ sở đang điều trị cho gần 1.000 bệnh nhân COVID-19. Với sự xung kích trên tuyến đầu của lực lượng y tế, qua 4 đợt dịch phức tạp, tỉnh Hưng Yên vẫn cơ bản khống chế được dịch bệnh, thích ứng an toàn, linh hoạt, vượt nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2021.